Cái gì? Bà cụ Trung Hoa dùng bọc ni lông để nấu lẩu ư? Đó, thật là ảo nha. Rồi bây giờ mình sẽ thử nha. Đó, mình sẽ chuẩn bị một cái bọc nha. Thì trong khi mình làm thì mọi người nhớ like và đăng ký đồng hồ kênh nha. Mọi người nhanh tay đăng ký ủng hộ mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt lên nha. Đó, hy vọng là được nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ bỏ rau củ vào để nấu cho nó chín nha. Đó, mình sẽ trộn đều lên. Rồi vài phút sau nước chảy tắt.